Chào mọi người nha. Thì hôm nay mời mọi người tiếp tục theo chân đội shipper của xã Bình Hòa Nam để trao những cái phần quà đến tận nơi cho người dân, những cái hộ gia đình có người già neo đơn hoặc là những cái hộ nghèo cận nghèo khó khăn trong cái mùa dịch này. Và đặc biệt á, bà con đang tuân thủ cái chỉ thị 16 nên rất khó khăn trong cái việc tìm kiếm lương thực thực phẩm hàng ngày. Thì cũng với cái phương châm là mọi người ở nhà trao quà tận nơi, cùng nhau vượt qua đại dịch và đảm bảo cái an toàn, hạn chế tiếp xúc khi đội thực hiện nhiệm vụ trao quà. À, mọi người, mọi nhà chúng ta cùng đồng lòng đồng sức để vượt qua cái đại dịch này sớm nhất nha. Thì bây giờ anh em đang chất những phần quà lên xe để đi trao quà cho bà con. Thì một xe mình chở khoảng 40 phần quà. Tới chỗ đường mà nhỏ hẹp á, không vô được thì xe đậu ở ngoài đường lớn á, mấy anh em trong đội sẽ lấy xe máy chuyển vô tận nhà bà con. Mời mọi người theo chân đội shipper của mình nha. Anh em mình đang hỗ trợ cho cái phần quà cho cái nhà của cái chị này nè. Chị rất là khó khăn, mình cũng không có hỏi tên của chị, mình chỉ vô là mình quay sơ sơ để cho mấy anh em cảm nhận được thôi. Thì nhà chị cũng đang rất khó khăn theo mọi người thấy đó. Rất nghèo, là mưa gió, trời cũng đang mưa. Đây là cái đường vô nhà mà của cái chị mà mình mới trao quà đó. Mình mấy anh em đang chạy ra để đi trao quà chỗ khác thì mình quay lại để mọi người cảm nhận được cái đường xá rất là khó khăn. Cái nhà chị lúc ở trong hẻm, lúc sâu sâu, lúc ở trong mà cái đường vậy đó, đường trơn trượt như vậy đó, rồi trời mưa nó xuống nó trơn cỡ nào nữa mọi người đó. Thì mọi người cảm nhận rất là khó khăn. Mình ở nhà đây, mình bước ra đường nhựa này nọ thôi, nhưng mà hồi đó giờ mình không đi, mình không cảm nhận được. Khi mà mình đi trực tiếp, mình đi trên con đường này, mình mới thấy cảm nhận được cái sự khó khăn của người. Còn rất là nhiều người nghèo, rất là nhiều người khó khăn hơn mình, cực khổ lắm mọi người. Thì mọi người cùng nhau đóng góp để cho bà con mình sớm vượt qua đại dịch nhập kiếp được cái cuộc sống hàng ngày cho nó thoải mái hơn. Đứng ngang được rồi Trâm. Thiếu cái hũ mắm. Cũng cảm ơn các nhà quan tâm này đi, chúng cũng giúp đỡ luôn chúng mình ở nhà khổ. Rồi trái cái anh khỏe không? Không uống nước đâu vậy? Để con còn nhiều lắm, để con đi. Còn nhiều lắm. Đây là một trong rất nhiều cái hình ảnh mà trong cái chuyến đi của anh em đây trong là đi không, đội. Đây là đi không? Một cái ông hồi nãy đã cho một cái mình cho một phần quà, thì ông đã chạy theo anh em, trong khi anh em nó đi rồi chạy theo anh em cho cầm theo 4 lon nước yến để cho anh em kêu tụi anh em lại uống. Thì anh em không có nhận, nhưng mà thật sự là ấm, rất 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 là ấm áp, rất là một trong những cái động lực cho anh em cố gắng tiếp tục làm cái nhiệm vụ trao quà cho bà con. Đã mấy bà bốn hai con đây à? Cái khu thanh niên mình dọc đó mà mình chả biết thắng ở đâu vậy còn là lớn. Nói gì chứ sao mà không biết được.
đây 4 năm. Làm từ 2007 tới nay. Đã 7 hả? Ừ. Có bí thư đoàn xã nào từ năm 2007 đến giờ? Gì lâu chứ vậy? Mười mấy năm hả? 14 năm. Con cái này là đi vô nhà của bác Tư Na phải không? Đường này sao thấy ghê vậy ta? Đi anh em. Đây nè. Cố đây mình vô nhà bà bốn là đi được kêu quẹ vô được, phải bên kêu quẹ vô được. Thôi đây mập tao thử trước rồi không sao. Không gãy đâu. Hộp hủ anh với bịch trứng. Tụi em có phần quà tặng gia đình mình nha. Anh Sử không bị dịch này cũng có sang. Dạ dạ. Anh đem đi. Chị đang làm gì? Cầm rau hay gì vậy? Dạ dạ. Đem đi à.
Duyên ơi. Quý ba có phần quà nè cho cưng với ba. Có cái này là một cái hũ mắm Thái đu đủ cái gì nè, trứng nha không? Có dùng bể. Rồi rồi. Con gì rảnh chú ơi. Đi đi dọc này. Sao? Giờ chạy. Ủa hơi khó. Đi vô hấp. Con ở trên Mỹ Văn xuống có phần quà tặng cho bà với gia đình mình nha. Cái này trứng để nó bể để được trên tàu lăn con đi con bà ơi bà lại lại ông bà gần không, gần không bộ đi cho nó đậm chất quê được. Dùng được dùng ít thôi nha, dạ. Mặn. Rồi, chị con gỡ bà ha. Gạo rồi đồ ăn đồ uống. Dạ dạ. Rồi tôi xin phép về. Rồi. Ba về luôn. Hãy quay xe. Dạ, dạ. Rồi, tụi con để đây nha. Cảm ơn. Dạ, cái bọc này là bọc đứng cái chuyện bể. Dạ, dạ.